Xin chào các bác ạ. Hôm nay em thử chiếc Mitsubishi 3 tấn có càng trượt. Chiếc này mà để dùng móc hàng hai đầu cho xe hai kệ thì quá tuyệt luôn. Mình đỡ phải dùng càng phụ hoặc là càng quá dài, càng trượt ạ. Đó. Càng trượt móc ở bên xa, xa từ xe, xa càng rất tiện. Lôi đi anh ơi. Lôi đi, lôi đi. Đó. Không cần phải dùng càng phụ hoặc càng dài, rất tiện. Đi ra đi này, ra thử luôn. Mitsubishi 3 tấn càng trượt ạ. Hạ hạ xuống rồi, garanti lên đi anh. Rồi lên đi. Càng trượt rất khỏe. Trượt ra tí anh, trượt ra tí. Đó. Ôi vào đi. Vào đi. Rồi. Rất khỏe, càng trượt ạ. Rất tiện. Lần đầu em cái máy bác. Số tự động Mitsubishi 3 tấn số tự động. Càng trượt. Nào có nhu cầu chiếc này thì alo luôn, có hotline nhá, hoặc qua xem trực tiếp luôn ạ. Xe đang ở bãi rồi, vừa về bãi ạ. Xe rất đẹp, đều xe máy S4S Mitsubishi 3 tấn đời cao. Có bộ càng trượt móc hàng ở xa rất tiện ạ. Trượt trên sàn xe không cần phải dùng càng phụ hoặc càng dài quá bất tiện trong quá trình sử dụng. Dùng rất thích. Cảm ơn các bạn theo dõi video ạ.